xin chào quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu à, thì ngày hôm nay nãy giờ thì mình đã nghe nói về vấn đề đột quỵ à, mà do tổn thương của cái à, sơ vữa do động mạch cảnh động mạch đốt sống à, cũng như là hình ảnh lâm sàng thì bây giờ cái vai trò của can thiệp nội mạch ở trong đối với các bệnh nhân mà đột quỵ não cấp mà có cái tổn thương động mạch cảnh và động mạch đốt sống sẽ như thế nào thì à, theo cái phân loại tos năm uh, nguyên nhân của đột quỵ não cấp như chúng ta đã biết đó, thì cái nguyên nhân mà tắc mạch cấp mà do cái tắc cho sơ vữa động mạch não lớn nó sẽ chiếm tỷ lệ là khoảng 30 đến 35 phần uh, trăm ở đây là các đồng nghiệp sẽ thấy là tôi để ra một cái hệ thống động mạch nuôi não uh, từ cung động mạch chủ đi thẳng lên trên hệ thống động mạch não tại sao lại như vậy vì thường khi đứt bước bắt tay vào can thiệp nội mạch cấp cứu đột quỵ thì ban đầu ai cũng nghĩ rằng um, bệnh nhân bị đột quỵ não cấp là tắt mạch máu não và chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh cta của mạch máu não để chẩn đoán nhưng thực sự cái hình ảnh nó không đủ vì nó sẽ bỏ sót đi cái tổn thương tổn thương ở đâu tổn thương từ cung động mạch chủ đi lên động mạch cảnh chung động mạch dưới đòn hai bên động mạch đốt sống hai bên và động mạch cảnh trong đặc biệt là gốc xuất phát động mạch cảnh trong hai bên là cái vị là là cái vị trí mà thường xảy ra cái hẹp và dẫn đến tình trạng đột quỵ não cấp cho bệnh nhân như vậy thì các khuyến cáo đã nói như thế nào về cái vấn đề này ừ, đầu tiên thì cái guideline của năm 2014 người ta đã nói đến là hẹp vữa sơ động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ hoặc hoặc là đoạn hành cảnh thì nó có liên quan với tăng nguy cơ đột quỵ như vậy thì Đầu tiên á, khi mà mình nói đến cái hẹp động mạch cảnh nó gây ra nguy cơ tăng đột quỵ thì uh, mình sẽ phải uh, lo lắng phòng ngừa và khi mình thấy có tổn thương hẹp thì mình sẽ phải nghĩ đến việc là điều trị tích cực để phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân. Tuy nhiên tình huống nào là mình sẽ điều trị và tình huống nào mình không điều trị thì trong guideline của AHA năm 2011 họ đã nhấn mạnh rằng là ba tình huống mà mình tuyệt đối không được điều trị được điều trị tái thông đó là trong trường hợp là có cái hẹp sơ vữa mà cái mức độ hẹp là dưới 50% phần trăm thứ hai là trên một bệnh nhân đã có tắc mạng tính động mạch cảnh trong và cái thứ ba là trên một bệnh nhân đã bị tàn phế nặng tại vì trong ba tình huống này thì cái việc tái thông cho bệnh nhân đặt tái thông cho bệnh nhân nó sẽ không có giúp đem lại bất kỳ lợi ích gì cho bệnh nhân hết tình huống tiếp theo đó là uh, ở gai lai quay trở lại với gai lai của ASA AHA năm 2011 là trong tình huống là các tổn thương hẹp uh, động mạch cảnh trong mà không có triệu chứng mà ở đây là dư ở khoảng 60 phần trăm là trên hình ảnh um, mạch máu não hoặc là 70 phần trăm dựa vào siêu âm thì cái thì cái việc mà uh, điều trị tích cực can thiệp uh, bằng can thiệp nông, nội mạch đó, Hoặc là điều, so với lại cái việc điều trị bằng thuốc Là điều trị nội khoa thì nó không có ưu thế hơn uh, Tương tự như vậy đối với các uh, bệnh nhân mà có triệu chứng Hay là không có triệu chứng nhưng lại có yếu tố nguy cơ cao Thì hiệu quả của cái việc uh, phẫu thuật bóc nội mạc Cũng như là cái việc can thiệp uh, tái thông Nội, nội mạch cho bệnh nhân cũng hiệu quả thì cũng chưa được xác nhận và đến uh, một cái mức độ tiếp theo nữa của một cái uh, tổn thương động mạch cảnh đó chính là tổn thương trên 70% nhưng mà lại không có triệu chứng uh, thì ở gai Lai từ năm 2011 thì người ta đã nói rằng là tổ thuật bóc nội mạc nó ưu thế hơn là phẫu thuật can thiệp nội mạch Uh, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những và và có những cái nguy cơ như đột quỵ nhồi máu cơ tim hoặc là nguy cơ tử vong thấp. Uh, tuy nhiên như lúc nãy cũng đã uh, nói là ở những cái bệnh nhân có những cái những bệnh nhân đặc biệt khi mà cái uh, giải phẫu học của cái vùng uh, đầu mặt cổ mạch máu nó không có phù hợp với lại can thiệp nội mạch thì trong tình huống này cái việc mà phẫu thuật nội mạch mạch máu nó cũng sẽ ưu thế hơn và ngược lại ở những bệnh nhân mà cái việc cái 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 khu vực đầu mặt cổ giống như bệnh nhân hồi nãy đã được điều trị hoặc xạ trị hóa trị hóa trị xạ trị với lại cái ung thư vòm và cái vùng đầu mặt cổ nó đã sơ sẹo nó phi khó khăn cho việc phẫu thuật thì lúc này cái việc can thiệp nội mạch nó sẽ ưu thế Uh, và ở từ trong guideline năm 2011 người ta cũng nhấn mạnh rằng là đối với uh, các tổn thương của căn của cái hẹp động mạch cảnh trong và đoạn ngoài sọ này nếu như mà có đi kèm với một cái đột quỵ cơn thoáng thiếu máu não hoặc là đột quỵ thì mà không có chỉ định, chống chỉ định trong việc tái thông thì nên điều trị can thiệp để tái nội mạch trong vòng 2 tuần cho bệnh nhân hơn là trì hoãn để chờ cho phẫu thuật và đến năm 2014 thì khi này người ta khẳng định rằng cái việc tổn cái 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 tổn thương sơ vữa của hẹp động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ cũng như đoạn hành cảnh nó là yếu tố gây tăng nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân thì người ta vẫn ưu thế đến cái điều trị nội khoa cho các bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ với cái class 1 c Uh, thứ hai là tổn thương sơ vữa trên 70% thì sẽ xem xét phẫu thuật nội mạc hay là can thiệp nội mạch nếu như có nguy cơ biến cố thấp uh, và cái, cái 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 ý này cũng không thay đổi so với cái gai lai của năm 2011 và khi so sánh lợi ích lâu dài với điều trị nội khoa thì cả hai phương pháp này đều chưa có được xác nhận và thứ ba là khi tầm là cái việc tầm soát tổn thương sơ vữa động mạch cảnh mà những ở những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ thấp và không triệu chứng là không được khuyến cáo luôn có nghĩa là ở class 3C và về lại với mục tiêu của bà ngày hôm nay là ở trong tình huống mà cấp cứu thì cái tổn thương trong một cái uh, tổn thương cái can thiệp phẫu thuật uh, bóc nội mạc hay là can thiệp nội mạch uh, mà cho một cái tình huống cấp cứu và lưu ý là ở đây năm 2018 người ta nói là trong, không có cái huyết khối ở cái nội sọ thì sẽ cho thấy rằng là uh, người ta nói rằng là phẫu thuật nội mạc trong trường hợp lõi có lõi nhồi máu nhỏ hoặc là vùng thiếu máu có nguy cơ lan rộng và có bằng chứng trên lâm sàng hoặc là hình ảnh nhu mô não thì nguyên nhân là do không đủ cung lượng dòng máu đi qua cái vị trí hẹp nặng hoặc là tắc của động mạch cảnh trong uh, hoặc là sẽ ưu thế cho cái tình huống là có triệu chứng thần kinh khu trú cấp tính sau khi đã mổ uh, bóc nội mạc mà nghi ngờ huyết khối tấp cấp tại vị trí phẫu thuật Tuy nhiên là ở cái tình huống là bệnh nhân đang có một cái triệu chứng thần kinh khu trú không ổn định như là đột quỵ đang tiến triển thì hiệu quả của việc phẫu thuật nội mạc uh, phẫu, phẫu, thuật bóc nội mạc chưa được xác định rõ ràng. Và đến năm 2019 thì trên cái nguyên cứu Stratis đây là một cái nghiên cứu tiến cứu không ngẫu nhiên và trên cái đối tượng bệnh nhân là đột quỵ não cấp và được can thiệp tái thông bằng stent đó là sen cá huyết khối thì uh, trong hệ thống nghiên cứu này có 984 bệnh nhân được thu thập từ 55 khu vực trong đó là có 147 bệnh nhân thì sẽ có tổn thương đa tầng um, có nghĩa là vừa tổn thương ở tầng ngoài sọ và tầng nội sọ thì việc can thiệp đặt stent động mạch cảnh trong trong các quá trình tái thông là có 80 bệnh nhân và không can thiệp đặt stent động mạch cảnh trong trong quá trình tái thông là 67 bệnh nhân uh, thì uh, khi thống kê các bệnh nhân này thì thấy là không có sự khác biệt về tuổi aspect cũng như việc sử dụng Uh, LTVA uh, cũng như là cái thang điểm NIS lúc nhập viện và ghi nhận thời gian từ lúc khởi phát cho đến lúc mà mình đông kim vào động mạch thì nó ở cái nhóm uh, được can thiệp stent thì ngắn hơn và tỷ lệ rung nhĩ thấp hơn. Thì qua cái nghiên cứu này người ta có kết luận rằng là cái kết cục tốt là cao hơn ở nhóm đặt stent và không có sự khác biệt về tử vong hay xuất huyết gây triệu chứng thì uh, cái kết luận này thì có thể nghĩ đến một việc là can thiệp đặt stent cấp cứu tổn thương động mạch cảnh trong đã ngoài sọ trong quá trình tái thông bằng dụng cụ thì có thể được thực hiện uh, với một mức độ an toàn tương tự với việc không đặt stent cái thứ hai là can thiệp đặt stent động mạch cảnh trong ở đột quỵ cấp thì có thể cho kết quả tốt hơn tuy nhiên là vẫn cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định uh, và cái thứ ba vấn đề thứ vấn đề thứ ba là hiện tại uh, ngay cả tại bệnh viện thống nhất thì cái việc chỉ định đặt stent À, chúng tôi chỉ đặt ra khi mà không còn lựa, chọn lựa nào khác để đạt được cái dòng chảy TC2B3 cho hệ thống mạch máu não, à, đặc biệt là tuyệt đối thận trọng đối với các bệnh nhân đã được sử dụng ATVA trong vòng 24 giờ. Thì đây là tiếp theo là các một số tình huống lâm sàng của à, đầu tiên là bệnh nhân đặng, bệnh nhân nữ 62 tuổi, bệnh nhân nhập viện là vì liệt nửa người trái, bệnh nhân khởi phát là một giờ liệt hoàn toàn nửa người bên trái NIS 13 điểm bệnh nhân đã được sử dụng MTVA và không hồi phục trên hình ảnh CTA thì không thấy được hình ảnh động mạch cảnh trong ở bên phải từ vị trí xuất phát cho đến nền sọ cũng như không thấy hình ảnh động mạch não giữa đoạn M1 chúng ta chỉ thấy được một phần của động mạch cảnh trong từ từ đoạn xoang hang cho đến phần đầu của đoạn động mạch não giữa M1 thôi bên phải Uh, thì bệnh nhân này khi mà được tiến hành chụp và can thiệp nội mạch thì sẽ thấy là tắt uh, một hình ảnh uh, tắt động gốc của động mạch cảnh trong ở bên phải uh, chúng tôi đã tiến hành nong bóng để mở tái thông cái lỗ xuất phát của động mạch cảnh trong bên phải đồng thời cũng là mở đường để đưa có thể đưa dụng cụ lấy huyết khối lên trên uh, sau khi mà tiến hành uh, hút huyết khối để tái thông động mạch não giữa ở bên bên phải đoạn M1 thì nhìn ảnh mạch, động mạch não giữa hoàn toàn không có hình ảnh tổn thương. Như vậy thì cái huyết khối này khả năng sẽ là từ cái tổn thương hẹp nặng động mạch cảnh trong bên phải trôi lên và gây đột quỵ cấp. Bệnh nhân này cũng đã được tiến hành kiểm tra siêu âm tim và cũng không thấy huyết khối vùng tim và không cũng được kiểm tra bằng Hunter ECG và cũng không có rung nhĩ. Um, sau đó bệnh nhân đã được tiến hành năm đặt tên động mạch cảnh trong ở bên phải để giữ được cái dòng chảy qua động mạch cảnh trong bên phải cái hình ảnh mà các bạn thấy đây chính là cái dù uh, lúc nãy bác sĩ tường cũng đã đề cập đến cái dù này thì đây là cái uh, lưới lọc chặn uh, không không phải chặn huyết khối mà nó là chính là chặn mảng sơ vữa và vị trí đặt quy định nó chính là ở uh, động mạch cảnh trong và trước khi xuất phát của động mạch thông sau thì khi này uh, như động bác đồng nghiệp biết là động mạch hệ thống động mạch não á từ động mạch cảnh đi lên thì đầu tiên xuất phát sẽ là động mạch thông sau tiếp theo động mạch mắt và tiếp nữa là động mạch phân chia động mạch não giữa và động mạch não trước chính vì vậy mà cái dù này sẽ được đặt ở vị trí của động mạch cảnh trong và bên dưới vị trí xuất phát của động mạch thông sau nhằm mục đích là gì khi chúng ta tiến hành nong bóng để mở rộng cái lỗ xuất phát của động mạch cảnh trong thì sẽ có một số cái mảng sơ vữa nó sẽ bị bể ra nó bị vỡ ra và nó có khả năng nó trôi lên trên và gây ra tình trạng uh, tắt những cái mạch máu ở bên trên. Uh, mạch máu nhỏ, có thể mạch máu lớn, nếu như mảng sơ vỡ lớn. Và cái dù này nó có tác dụng là nó sẽ chặn, không cho những cái mảng sơ vỡ đó khi bể ra và trôi lên trên. Uh, phòng ngừa cái đột quỵ cho bệnh nhân trong quá trình làm can thiệp. Và sau khi mình làm xong, sau khi mà tiến hành nông đặt stent xong thì mình sẽ rút cái dù này ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Và đây là cái hình ảnh uh, động mạch cảnh trong. Uh, Chúng tôi đã tiến hành sau khi tiến hành nong đặt stent sau đó bệnh nhân đã phục hồi và ổn định. Tình huống thứ hai là một bệnh nhân nam 53 tuổi, bệnh nhân nhập viện cũng vì liệt nửa người bên trái. Tiền căn thì bản thân là bệnh nhân có tăng huyết áp, đồng thời là bệnh nhân có một cái cơn thiếu máu não thắng qua và tháng 1 năm 2020 và bệnh nhân này đã được uh, chụp CTA uh, động mạch cảnh não và nh ghi nhận có một cái hẹp động mạch cảnh trong phải đoạn nền sọ. Thì lâm sàng là bệnh nhân khởi phát 5 giờ, cách nhập viện 5 giờ, liệt nửa người bên trái thất ngôn, Glasgow 15 điểm và NIS 7 điểm. Thì trên hình ảnh CTA đầu tiên năm 2011 ở ngay cái mũi tên màu xanh thì các đồng nghiệp có thể thấy là đây là một cái hẹp của động mạch cảnh trong đoạn nền sọ, hẹp cũng tương đối nhiều. Bệnh nhân này đã được điều trị nội khoa và đến tháng 11 năm 2020 thì bệnh nhân bị đột quỵ và khi mà vào với chúng tôi là chúng là không không thấy được cái động mạch cảnh trong cái cái đứt hoàn toàn cái động mạch cảnh trong đoạn nền sọ này trên hình ảnh DSA thì chúng ta thấy là cái mình có sử dụng cái này trên hình ảnh DSA ấy thì thấy là động mạch cảnh trong mà đoạn nền sọ là có hẹp hẹp khít và tắt hoàn toàn một đoạn thì chúng tôi đã tiến hành nong bóng và tổn thương điều trị cái tổn thương hẹp khít động mạch cảnh trong bên phải gây đột quỵ này và đây và hình cuối cùng ở bên tay phải nó chính là cái hình ảnh mà động mạch cảnh trong đoạn nền sọ mà sau khi mà đã nong bóng bệnh nhân này sẽ được follow up tiếp theo sau 3 tháng và sau đó thì cái đoạn động mạch cảnh trong này đã được nong bóng này không có tái hẹp trở lại và chúng tôi ghi vẫn tiếp tục để tiến hành theo dõi chứ chưa quyết định là đặt stent. Và bệnh nhân thứ ba là bệnh một bệnh nhân nam 72 tuổi nhập viện là vì chóng mặt. Thì bệnh nhân khởi phát là cách nhập viện 30 phút, bệnh nhân chóng mặt tăng dần. và khi nhập vào cấp cứu là bệnh nhân hôn mê, let's go 6 điểm và đã được cũng được sử dụng là không hồi phục. Thì trên hình ảnh CTA thì có một cái hình ảnh là tắt đỉnh thân nền. Đồng thời là không thấy cái lỗ xuất phát của động mạch đốt sống hai bên À, bệnh nhân này bên cạnh nó còn có một cái hẹp nặng đứa động mạch cảnh trong bên phải nhưng mà vấn đề của bệnh nhân này à, nhưng mà vấn đề của đột quỵ của bệnh nhân này chúng tôi đánh giá là do tắc đỉnh thân nền chứ không phải là ở cái vấn đề của hẹp nặng của động mạch cảnh trong bên phải là do cái dòng lên động mạch cảnh trong bên phải và động mạch não giữa động mạch não trước bên phải hai bên vẫn còn khá tốt à, và chúng tôi tiến hành can thiệp nội mạch thì thấy là tắt hoàn toàn tắt gần gần như hoàn toàn cái lỗ uh, hẹp tắt á, lỗ động mạch đốt sống của hai bên bên phải cũng như bên trái tuy nhiên dựa vào hình ảnh thì thấy có vẻ động mạch đốt sống của bên trái nó ưu thế hơn uh, đồng thời cái cái vị trí để can thiệp nó cũng thuận lợi hơn cho nên chúng tôi tiến hành nong bóng đi uh, tái thông cái lỗ động mạch đốt sống bên trái để có con đường đi lên uh, xử lý phần huyết khối ở bên tầng trên thì uh, khi đi lên được đến tầng trên thì thấy là thân nền là tắt đỉnh thân nền hoàn toàn và chúng tôi tiến hành kéo huyết khối bằng stent. Thì sau khi kéo huyết khối xong, thì quý đồng nghiệp cũng thấy là đây động mạch thân nền là hoàn toàn không có tổn thương và cái đột quỵ như vậy thì cái đột quỵ tắc cấp động mạch thân nền này là chủ yếu là do huyết khối là từ tổn thương hẹp nặng động mạch đốt sống cũng như là hẹp nặng dẫn đến bán tắc của lỗ thoát động mạch đốt sống hai bên. Cái hình ảnh ở bên tay phải nó chính là cái sen kéo huyết khối và cái cục huyết khối lấy từ được từ cái độc đỉnh của động mạch thân nền thì sau đó bệnh nhân để chúng tôi tiến hành can thiệp nong đặt stent động mạch đốt sống bên trái cho bệnh nhân và bệnh nhân bây giờ đã đi lại hoàn toàn bình phục như vậy thì tóm tắt là cái việc vấn đề sơ vữa mạch máu thì chiếm khoảng 30 đến 35 phần trăm nguyên nhân gây độc bị cấp. Ờ, trong đó cái hẹp sơ vữa động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ hay đoạn hành cảnh nó sẽ tăng nguy cơ đột quỵ cấp thì đồng thuận uh, đi qua các khuyến cáo từ năm 2011 năm 2014 năm 2018 thì đối với đột quỵ cấp năm 2011 thì cái việc can thiệp nội mạch trong vòng 2 tuần thì khuyến cáo cho việc là can thiệp nội mạch uh, trong vòng 2 tuần sau khi đột quỵ hoặc là đột đột quỵ cấp hoặc là cơn thoáng thiếu máu não và đến năm 2018 thì người ta cũng xác nhận là cái hiệu quả của cái phẫu thuật nội mạc Uh, cấp cứu cho cái bệnh nhân đột vị não cấp thì cũng chưa được xác nhận và đối với cái với cái nghiên cứu Stratis năm 2019 thì cái việc đặt stent trong trường hợp cấp cứu thì uh, gần như là có thể được xem xét uh, nếu như việc tái thông bằng dụng cụ uh, không thể đạt được cái TC2B3 uh, và tuy nhiên cũng cần thêm nhiều nghiên cứu uh, cho cái vấn đề đặt stent này uh, đối với cái nhóm không triệu chứng và có hẹp trên 70% thì năm 2011 các khuyến cáo đã được xem xét cái phẫu thuật bóc nội mạc ưu thế hơn cái can thiệp uh, nội mạch nếu như cái giải phẫu học không có thuận lợi cho can thiệp nội mạch và ngược lại và năm 2014 thì hiệu quả của can thiệp nội mạch lẫn phẫu thuật bóc nội mạc thì chưa được xác nhận uh, hiệu quả hơn so với điều trị nội khoa tối ưu và năm 2018 thì uh, người ta đặt ra vấn đề là có thể cân nhắc cái can thiệp nội mạch cũng như là cái việc phẫu thuật bóc nội mạc Uh, có thể được sử dụng uh, có thể được áp dụng cho các bệnh nhân có cái lõi nhồi máu nhỏ có nguy cơ lan trọng uh, dựa vào hình ảnh lâm sàng không có huyết khối nội sọ hoặc là nghi ngờ có huyết khối tại vị trí mà vừa phẫu thuật nội mạc uh, và đối với cái tổn thương hẹp dưới 50% tắc mãn tính và bệnh nhân tàn phế thì sẽ hoàn toàn không có chỉ định của phẫu thuật bóc nội mạc hay là can thiệp nội mạc thì phần trình bày của tôi đến đây là hết xin cảm ơn quý đồng nghiệp